Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Trong video này thì chúng tôi lại tiếp tục giới thiệu tới toàn thể quý khách một bộ bàn ghế ăn Louis Hoa Hồng bằng gỗ hương đá nhập khẩu từ Nam Phi. Bộ bàn ghế ăn này gồm có 9 món, 8 ghế và một bàn tròn. Bàn tròn thì mang kích thước là đường kính 2 mét và 8 chiếc ghế đơn. Thì kích thước của chiếc ghế đơn như sau: chiều rộng là 50, chiều sâu 50 và chiều cao là 1m17. Bộ bàn ghế ăn gỗ hương đá này có kích thước ngoại cỡ so với bộ bàn ghế ăn hoa hồng gỗ gua đỏ mà trong clip trước chúng tôi đã giới thiệu. Về phần khung là chúng tôi làm khung 4 phân, ván 2 phân. Và phần vách chúng tôi cũng làm dày hơn trước. Đây là đơn đặt hàng của khách hàng ở Quảng Ninh. Thì hôm nay chúng tôi mới xong thì chúng tôi mới giới thiệu phần mộc tới toàn thể quý vị. Bộ bàn ghế ăn thì quý vị có thể đặt theo hình bầu dục, hình chữ nhật. Và đây là đơn đặt hàng thì khách hàng lại đặt là bàn ăn hình tròn, đường kính là 2 mét. Tôi giới thiệu sơ qua phần mộc cho quý vị được biết. Toàn bộ phần chân là chúng tôi làm chân cong 8 phân. Phần vách thì chúng tôi được hoa hồng, phần trương được hoa lan tây. Quý vị xem kỹ thì cũng thấy được cái nét khác biệt của bộ ghế gỗ hương đá này so với bộ bàn ghế ăn hoa hồng bằng gỗ gõ đỏ trong clip trước. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị xem. Quý vị nào muốn sở hữu bộ bàn ghế như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý vị nào muốn giới thiệu những sản phẩm mình cần thì hãy comment ở phía dưới video thì chúng tôi sẽ giới thiệu trong những phần tiếp theo. Vì đam mê đồ gỗ là rất đa dạng, có rất nhiều mẫu mã. Thì chúng tôi sẽ cập nhật hàng ngày trung bình từ 2 đến 5 video để quý vị tiện thể theo dõi. Quý vị liên hệ qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684 thì chúng tôi tư vấn hoàn toàn miễn phí. Và quý khách, để đảm bảo quyền lợi của quý khách trên toàn quốc khi mua hàng thì quý vị nên xem hàng mộc trước khi sơn. Bộ bàn ghế này là bộ bàn ghế ăn 8 ghế một bàn tròn. Thì về giá là có cao hơn những bộ hình bầu dục hoặc là hình chữ nhật, vì làm bàn tròn là khó nhất rồi. Hẹn gặp lại quý vị trong clip tiếp theo.